chào mọi người nhá. Xin mời mọi người cùng xem trải nghiệm cảm giác thả lưới ở chỗ nước thì rất là cảm giác lội được đây này. Lội được. Lúc nãy là lội đến đầu gối. Đây thì lội đến ngực rồi. Nhưng mà chiều nay gió to quá. Đoạn này sóng nó mạnh. Sóng nó dập dành chảy ngược. Sóng mạnh. Anh em đang kéo lưới. Lưới con 4. Con 4 thì chúng khá to. Quay mấy clip à. Nhưng mà chưa thấy được con cá nào. Hay là được rồi mà không biết. Vì nó sóng mạnh quá. Đây nó đang sâu. Sâu đến ngực. Lưới vẫn dài thoải mái mà kệ thôi. Là gì gỡ lưỡi ra khỏi xoắn à, mấy cái lá vào nó xoắn luôn lưỡi. Đi qua chỗ chảy nó xoắn luôn cả lưỡi. Này phải có kinh nghiệm mới đi thả được cái lưới bơi lưới trôi kiểu này, nó không nó quấn hết này, dễ mắc, phải lái lưới chuẩn, ô rác, nó quấn hết lưới à, gỡ đi, thả đầu lưới ra đi gỡ đi. Cái rác lúc nãy vứt ở trên kia trôi vào đây nên quấn xoắn luôn cả lưới hả. Đoạn này nó gần giữa, để ý sao được chú. Xoắn hết rồi. Ấy. Mà chú vừa nó lao ở đây.
Sắn hết rồi. Để tôi đi gỡ lưới này nhé. Thôi nhỉ. Đi quay tiếp cận này xem. Rác nó vào nó nước chảy mạnh đấy là nó xoắn lưới lại. Xoắn lưới thì không thể được cá được. Thank you.